Xin chào mọi người. Ngoài bán máy cắt cường lực ra thì bên em còn bán rất là nhiều loại nguyên liệu. Ví dụ như là nguyên liệu đây là nguyên liệu chính là nguyên liệu cường lực này. Đấy, nguyên liệu cường lực này 9H đạt chuẩn 9H cong. Đó. Rất là mềm dẻo và độ dày theo đúng tiêu chuẩn luôn. Đó. 9H độ cứng 9H luôn. Đó. Ngoài ra thì còn các nguyên liệu da nữa. Nguyên liệu da thì bên em có rất là nhiều màu đấy, da cá sấu này, màu da trắng sữa này, màu lâu này, đấy, màu xanh lá này, rồi màu xanh dương này, màu da cá sấu này, đó, xanh ngọc này, màu vàng này, đấy, màu hồng này, rất là nhiều loại da nhá, có khoảng bên em có khoảng hơn 20 mẫu da, rất là nhiều màu khác nhau và kiểu dáng khác nhau. Các bác cần những nguyên liệu nào thì cứ alo em theo số điện thoại, em sẽ gửi ship code cho. Nguyên liệu da này thì các bác chỉ cần cán keo lên, có thể dùng một cuộn keo, đó là keo 3M, dùng keo 3M thôi, cán lên đây. Ví dụ như là cái tấm da này đã cán lên rồi. Đấy, đây tấm da bò, keo da bò thì các bác chỉ cần cán keo lên như thế này, nó dùng máy cắt thì nó đấy, cắt như thế nào thì nó sẽ ra, thì keo nó sẽ bám ở bên mặt này. Mình dán thì rất là chắc chắn, dùng keo 3M này thì nó có độ bền hơn rất là nhiều. Còn nếu ví dụ như là không có keo 3M khổ to như thế này thì các bác có thể dùng loại keo 3M cuộn như thế này, khổ tầm 8cm thôi thì có thể dán được tất cả các loại smartphone từ 6 inch trở xuống rồi. Còn những máy mà khổ to hơn thì có thể dùng khổ 20cm như thế này. Thì các bác cần nguyên liệu gì thì alo em qua số điện thoại đấy. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều nguyên liệu làm ốp nữa, ví dụ như là hay là phôi ốp các thứ rất là nhiều. Phôi ốp bên em rất là nhiều luôn. Đó. Các bác cần nguyên liệu gì thì cứ alo em nhé. Xin cảm ơn mọi người.